Xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ làm các làm một cái clip để lấy thông số của bạn các cho các bạn một con TV nhé. 43W800C nhé. Xem đúng không nào. 43W800C. Và cái con này của mình thì Sony đời này thì nó lại là lúc bật nguồn và lúc không bật nguồn thì nó đều có nguồn như thế, nó không có cái hiện tượng là tắt chờ là mất nguồn như các cái dòng LG nhé. Thì chính vì vậy đâm ra là khi các bạn nắm được các cái thông số nguồn trên con này thì khi mà các bạn đo điện áp vào nó có mà điện áp ra mất thì các bạn có thể biết được là nó hỏng ở đâu nha, đang hỏng ở chỗ nào để các bạn làm sao cho nó đủ các cái nguồn đấy là cái vỉ này nó sẽ chạy. Và đây là nguồn Sony nha các bạn nhé, 42W800C, à 43W800C. Bây giờ mình sẽ bắt đầu vào. Đây các bạn nha, các bạn để theo dõi mình đọc nha. Và như mình bảo rồi thì con này kể cả các bạn có bật nguồn hay tắt nguồn thì tất cả các mức nguồn nó vẫn giống nhau nha. Tất cả các mức nguồn giống hệt nhau. Thì bây giờ mình bật hay mình tắt nó đều như thế các bạn ạ. Nha. Thì bây giờ mình sẽ đo cho các bạn nguồn của con này nhé. Thứ nhất là nguồn ở trên dưới vi bo dưới lên này. Điện áp của mình đi vào cái bo này để chia thành các cái đường nguồn sau. Đó chính là đường nguồn 12V, 19V đưa lên đây. Đấy nha. Thì bây giờ mình sẽ đo các bạn này. Thứ nhất là cái điện áp ở cái rắc này. Đây. Ở cái rắc ngoài cùng này mình đo nó được 3,3V nha. Cái rắc này này các bạn nhìn này, có con tụ này. Cái rắc này này thì mình đo nó sẽ được 19V. Cái rắc bên này cạnh này mình đo là nó sẽ được 12V nhé. Và 19V và 12V sẽ cấp vào bo này, cấp vào những cái linh kiện sau. Các bạn nhìn này, trên cái bo này thì nó gồm có những con ổn áp sau. Đây là một con này, đây một con này, đây một con này, đây một con, đây một con nhé. Đây là những con ổn áp thế này. Và khi các con ổn áp này nó thiếu một nguồn nào đấy thì máy của mình sẽ sinh ra hiện tượng là chạy sai chức năng hoặc là nó không chạy. Thì để giải quyết vấn đề đấy thì bây giờ mình sẽ đo cho các bạn biết xem các cái mức nguồn đấy nó là bao nhiêu vôn nha. Và cái dòng này của mình tắt nguồn hay mở nguồn thì nó đều như thế, nó đều bị các cái nguồn nó vẫn đều hoạt động. Nếu mà ngày mai các bạn, ví dụ các bạn đo nguồn đây mà còn IC, còn điện áp vào mà điện áp ra mất chẳng hạn thì các bạn có thể đoán được là có thể là đang bị chập cái gì hoặc là chết con IC này chẳng hạn nha. Bây giờ mình bắt đầu mình sẽ làm lần lượt này. Đầu tiên là con IC ngoài này nha. Đây con IC ngoài này, thứ nhất là các bạn nhìn này, nguồn nuôi cho IC này, này thường thường là các bạn nhìn là có mấy con, có một con điện trở cầu trì các bạn thấy không, đi vào thì vị trí này của mình này mình đo nó được là 12,55V, tức là điện áp vào nuôi cho con này nó 12V đấy, từ cái rắc này này các bạn này. Đây này nhá, tiếp theo này nguồn nuôi vào đây thôi được 12,55V, và tiếp tục là nguồn ra nó là đằng lấy đằng sau cuộn dây này các bạn, nó nằm ở đây. Đây mình đo ở đầu này mình đo được là 1,8V nhá. Đây là ổn áp 1V8. Vậy bây giờ đây là một con ổn áp 1V8 này. Tiếp theo này, Bên trên này của mình có một con IC. Và nguồn nuôi của nó cũng vậy các bạn nhìn này. Đấy các bạn thấy không. Quay vào điện thoại nha, nó hơi bất tiện. Đây, cái nguồn nuôi nó chính là đầu cái cầu chì này các bạn này. Mình đo với cái dòng, với con này mình đo là được 19,3V, tức là 19V. Đi vào đầu con, đi con trụ này mình đo sẽ được 19V. Và điện áp vào trong con IC này dao động để lấy ra cái cuộn dây này. Cuộn dây này thì nằm ở bên này này, con trụ, hai con trụ này. Nó sẽ được là 3,3V nhé, 3,3V ở vị trí này. Đấy. Và nguyên lý hoạt động của con này thì mình đã có làm clip rồi. Bạn nào có nhu cầu thì liên hệ mình nhé. Tiếp theo này, vậy đây là con ổn áp này, ổn áp 3V3 đúng không? Nguồn nuôi là 19V. Nếu như trường hợp các bạn đo mà mất nguồn nuôi vào thì chứng tỏ các bạn phải lần ngược trở lại. Còn nếu mà có nguồn nuôi mà không nguồn ra thì bạn phải kiểm tra con IC này hoặc là xem nó có chập ở trên đường này không nha. Tiếp theo này, đây có một con IC này. Thì bây giờ con IC này nó làm nhiệm vụ như thế nào? Thứ nhất là cái nguồn nuôi cấp cho con IC này thì ngay cái cầu trì các bạn thấy không? Đây. Mình đo này. Nó được 19V. Con IC này ăn nguồn 19V trực tiếp ở bo lên nhé. Và nó vào con IC này để lấy ra điện áp ở bên này. Và điện áp bên này mình đo nó được 1,021V, tức là con này điện áp, con này là con ổn áp 1V nhé.
tiếp theo này. Vậy là mình xong được hai con ổn áp nguồn rồi. Và trên con này thì tôi vẫn còn mấy con nữa các bạn. Mình lục ba đo ba con đúng không? Bây giờ còn đây bên này. Bên này thì các bạn nhìn này. Bên này có một cuộn dây kết hợp một con IC nha. Thì cái cuộn dây này nó là bao nhiêu vôn, nguồn nuôi nó, nguồn nuôi nó chính là đầu hai con trụ này các bạn này. Các bạn nhìn này, mình đo này. Nó được 19V. Con IC này được ăn nguồn 19V kết hợp với cuộn dây này để lấy điện áp cho đầu bên này. Được 5V các bạn. Vậy đây chính là con ổn áp 5V trên cái boa VK800C này. Tiếp theo này. Đây có một con IC nữa. Con IC này. Con IC này nó kết hợp với cái cuộn dây này để nó lấy ra điện áp để nuôi cho chip. Nha. Đầu tiên đường nguồn của nó thì các bạn phải nhìn này. Các bạn phải tìm cho mình cái cầu chì các bạn thấy không? Cầu chì này. Thì đây chính là cái đường nguồn cấp cho nó này. Và mình đo đây này. Ở vị trí này mình đo được 4,82V. Đấy. Kết hợp cái cuộn, cái con IC kết hợp với cuộn dây lấy ra điện áp ở đầu bên này. Và bây giờ mình đo ở đây xem được bao nhiêu vôn nhé. Ở đây được 1,5V nhé. Vậy chứng tỏ con IC ổn áp này là ổn áp 1V5 nuôi cho chip nhé. Bây giờ là mình đã biết được những cái gì này này. Thứ nhất là ổn áp 1V5 này. Con này là ổn áp 5V này. Ổn áp 1V5 lấy điện áp nguồn nuôi vào là 4V8 này. Điện áp 5V này lấy điện áp nguồn nuôi vào 19V này. Điện áp này điện áp 1V này. Và lấy nguồn nuôi của nó cũng chính là điện áp 19V vào. Bên này điện áp 3V3, nguồn nuôi của nó cũng là 19V. Con này là ổn áp, con này của mình là ổn áp 1V8, nguồn nuôi nó là 12V nhé. Và ở đây mình có một con IC, gọi là IC tiếng các bạn. IC khuếch đại tiếng để lấy ra tiếng nói của mình ấy. Thì con IC này của mình này, nguồn nuôi nó các bạn nhìn này. Các bạn cũng để ý cầu chì các bạn thấy không? Đấy, cầu chì thì đây các bạn đo bên này đầu cầu chì này, tại trên con trụ này nó phải được 19V nhé. Đây là điều kiện để con IC làm việc là phải có nguồn nuôi. Đấy, đây là toàn bộ các mức nguồn ở trên con này nha các bạn nhé. Tiếp theo ở khu vực này có một cái con ổn áp nguồn, bây giờ mình sẽ mở ra phóng to ra các bạn, mình đo cho các bạn xem là đây con ổn áp này là ổn áp bao nhiêu vôn nhé. Thứ nhất này, con ổn áp này là nguồn nuôi nó này chính là qua cái cầu chì nhỏ nhỏ các bạn thấy không, cầu chì nhỏ tí này. Đấy, nó đồng nằm con trụ này. Mình đo được 5,12V và lấy ra điện áp ở trên đầu con trụ này. Đây cũng được 5,12V. Vậy đây chính là con ổn áp 5V nhé. Con IC lấy 5V nuôi USB nhé. Sau mình xem còn cái nguồn nào không để mình phân tích cho các bạn nhé. Đây các bạn nhé. Vậy là coi như là cái bo này của mình là bao nhiêu cái điện áp nguồn của nó là mình đo được hết rồi nhé. Bây giờ mình sẽ đo các bạn điện áp cấp lên panel nó nhé. Xem là bao nhiêu vôn. Đây nha, giờ mình sẽ đo điện áp cấp panel nha, chính là cái cầu chì này các bạn này. Nó lấy bởi con bóng này. Điện áp đây mình đo được 12V. Vậy con màn hình của mình này nó ăn điện áp của mình là 12V nha các bạn nhé.